tao vào lúc bố rồi tao ơi. Thank you.
Cũng không chi đâu chị, ý là mình ngồi hơi êm mông xíu thôi. Nhưng mà kiểu như mình đi không quen á, em là kiểu như mệt chứ, mệt lắm, mất vui á chị. Mất vui mình không còn thần thái, không có. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Nó quan trọng á em, nó không có thần thái gì hết, lên uổng phí sức mình đi á. Đúng. Hỏi em chứ tôi xuống tới nơi còn ngồi đó nôn mửa thì làm sao mà. Nào mỡ đó là kinh khủng nhất đời luôn. Đi Hà Giang là có nhiều mặt lắm chị, phải có tiền nè, phải có sức khỏe nè. Phải có sức khỏe. Tại vì bản thân mình lên núi cao là nó đã khác đồng bằng, là thay đổi nhiệt độ, không khí nó loãng là mình đã mệt rồi. Chị phải đem theo thuốc đau đầu đồ đó chị, vì nó sẽ hơi đau đầu đó. Mình di chuyển không đã có, đã... có bán chưa? Có đầy đủ chị ơi. Nói chung đó, mì gói thì quá nhiều luôn. Có mì gói là sống được. Chị vậy đây nó mở du lịch đồ dịch vụ chứ không có. Có tiền là giải quyết được hết. Mà tay nắng của nó cũng cùng rẻ chị, không đắt đủ. Nếu mà được á, em nói bọn trẻ con trên đó nó nghèo thì có thể mình mua cái gì đó lên mình làm từ thiện cũng được. À, cái đó thì nói chung là phải khác nữa chị, mình muốn cho thì nó lại mang đồ đi không được đâu. Khó lắm chị. Cái này mình đi theo kiểu kia thì được, đi kiểu kia, đi theo kiểu từ thiện thì nó sẽ khác. Mà mình đi du lịch thì thôi, mình gặp ai kiểu như này kia thì mình ưng cái chi mình cho gì cho chứ chị. Khó. Nít trên nó gặp ai cũng chào hết á. Do họ hay cho kìa, cái thấy ai cũng cứ chào vẫy tay ấy. Mà em thấy là người nước ngoài nhiều hơn Việt Nam rất là nhiều nha chị. Quay nó thích đi khám phá. Dạ. Ồ, tay là người ta nói nhiều kinh khủng luôn. Thích lắm, nó thích tour Hà Giang. Em tới nhà vua mèo đẹp không em? Cũng được chị. Bình thường cổ cổ thôi chứ.